Nếu biết ngày nay khoai lát của chia tay thì thà xưa kia mình đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì trong rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Em vẫn hồng chi mà đòi mảnh khăn hồng máu khăn còn trả lại cho anh tình thương ngõi bối ban đầu. Nét chưa còn đây mà mảnh khăn khăn có anh hẹn mơ. Vô tặng anh, vô tặng anh. Vô tặng dạ. À, chú lại tiếp tục cái hành trình của mình. Thì lúc nãy thì giúp bằng cái khả năng của mình mua được một số tờ để mà giúp cho chú. À, sau đó chú sẽ bán xong thì chú sẽ về, chú tranh thủ chú đi. Này chú rất là nhiều số mình không có khả năng để mà giúp hết. Video clip này mình quay lên để mà cho cô chú anh chị thấy, làm cho cái cuộc sống này nó thêm vui thêm. Và đồng thời tìm kiếm những cái mảnh đời mà bất hạnh mà họ vươn lên trong cuộc sống. Đó là cái thông điệp mà mình muốn gửi đến cho cô chú anh chị biết. Bây giờ chú có thể là hát một bài theo giọng Minh Dương, bài theo giọng Minh Cảnh, dài bài theo giọng Minh Công Phụng được không? Được, Minh Cảnh. Dạ, dạ. Nghe giọng Minh Dương nè. Trầu xanh mây lá, trầu mây lá, cầu cây bao nhiêu trái là bấy nhiêu tình. Chúng mê cánh hàng để gì mình đã biết ngay khoảng mình. Tâm nước phù sa, tóc phơ ruộng nắng, con kênh đào mà rờ rạc sắc đi bèo trôi. Em vớt bèo nuôi cá ở trong ao và nuôi dưỡng mối tình nghèo nhó nhòm. Anh thương em trong mối tình nghèo quê hương đó, và mong sao hai đứa sống nên vợ mà nên chồng. Ồ quá hay luôn, phải nói rồi. À, bây giờ chú sẽ hát theo giọng của Minh Phụng trong trích đoạn Xin một lần yêu nhau. Dần dần tôi sẽ đây thứ ác có năng, có một thần rú ngủ một quỷ khu nhân quyền quý. Và hát bài thơ sư sư nhiều mong áo cho kỷ niệm vui trong giờ đáy mòn tình. Hành trình mà sẽ biết về đâu, chờ khi sóng mà gió lặng yên rồi xin trả phu nhân về cuộc mà đời dương nghe giá. Nhà người hát ru có ta được ngủ, ta nhắm mắt ru hồn trong tiếng hát nhà ngươi. Thì nhà người hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình yêu. Yêu nhau mà không được gần nhau thì xin nghe hát bài ca gì ru cho ta được ngủ. Em ngủ đi cho say, xin trời khuya im gió. Anh gió em đêm nay một lần sau cuối đông. Em ngủ đi cho quên, cho sầu xưa liễm chết, cho giấc mơ yêu đương tan tành theo khói sương. Lời hát của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, xin cô nhân hãy lưu tròn để cơn mộng. Hãy ngủ đi cho qua hết những đêm dài lạnh lẽo, cho kỷ niệm vui trong bước giấc ngủ yên lành. Ồ, cực kỳ giống, con nghe giống tưởng tượng đang là Minh Phụng là đứng trước mặt con. Bây giờ chờ chú uống miếng nước đi, cho nó có chất giọng rồi. Rồi bây giờ chú sẽ hát một cái đoạn của Minh Cảnh thôi chú hả? Anh không mong ước cao sang, em chẳng mộng mơ quyền quý. Sao ai khiến chui hồ tan kêu ra cho vắng cho xa nỗi
người đói ngã mất niềm riêng thư nhé không công. Em như bóng chim rồi tâm cá mịt mông, nhưng qua không nở mùa xuân không hạn đến cho cuộc mà đời dằn vặt một mùa đông. Không quanh đất trời như băng giá, gió sớm chưa về mà lòng lạnh cô đơn. Thân ở phương này mà sầu gỡ muôn phương, hai cô nhân ơi nơi trời đè xa đâu có thâu. Quá hay. Không, bà con vô được không? Thêm một câu Minh Phụng nữa chú ơi. Ờ, một câu của Minh Vương nữa đi. Nếu biết rằng mình chẳng được còn nhau thì buổi đầu đừng gặp gỡ. Nếu biết rằng yêu rồi gian dở thì em mơ liêu liếng chỉ thêm sau. Rồi trao chi kỷ niệm đi buổi ban đầu, trao cho nhau tâm tình yêu tha thiết là mình đem cay đắng đó tặng nhau. Người ta bảo yêu là gian dở có mấy ai tròn mong thuở đi ban đầu. Yêu một lần là khổ đến ngàn sâu, sao khiến mi xui chi cho đôi mình gặp gỡ. Quá hay, quá hay. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú một cái sức khỏe. Chưa đã con bấm quay. Chúc chú một cái sức khỏe dồi dào. Thì luôn bán vé số càng ngày càng nhiều qua cái giọng ca đặc biệt của chú. Chú có muốn tặng một câu nào nữa không trước khi hai chú cháu mình chia tay để có dịp gặp lại? Đoạn đêm lên chùa ăn. Dạ. Không, con thấy chú là rất là đam mê giọng cổ hả chú hả? Nếu biết ngày nay khoai lát của kia tay thì thà xưa kia mình đừng bao giờ gặp gây. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sầu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đâu. Bảo xuyên ơi định mệnh sao khổ hoàng ăn trái xui khiến mình phải lìa xa. Sầu tơ bút má đôi môi, núi sông dời dời nhăn đôi duyên mình. Rồi, con cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe ha. Dạ. Chú nói là chú còn cũng hơi nhiều, nên thành nữ ra là chú phải chạy đi. Nên không có tâm trạng nhiều để chơi chú hả? Còn trả lại cho anh tình thương ngõi buổi ban đầu. Nếp chưa còn đây mà mảnh trăng hẹn gió hẹn mơ. Nếu dân thần chi nhau hãy nói sao gặp nhau đành quánh mặt làm ngơ. Cho anh đi về đơn đặt mỗi chiều mưa. Không có em nghiêng mình đè che trong áo. Em giận hờn rồi em biết mà đỡ đi chờ ai. Khi nắng chiều phải lòng mẹ dân thương nha. Ô quá hay. Anh có thường nghe chú ca không? Không. Vậy hả? Lâu lâu mấy đi 7 tờ rồi. 7 tờ chú ơi. Mai mốt mà chú bán ai mua trên 10 tờ tặng câu giọng cổ, mua trên 10 tờ tặng câu giọng cổ. Cảm ơn em không? Dạ. Rồi chú Khả đi chú Khả đi vui vẻ bán giấy số mau hết nha. Rồi, hàng ngày thì chú Khả trên một cái chiếc xe đạp đó đạp vòng vòng khoảng ngày khoảng nhiêu cây chú? Vô tặng anh, chú vô tặng anh. Vô tặng dạ. Rồi chú lại tiếp tục cái hành trình của mình. Thì lúc nãy thì giúp bằng cái khả năng của mình mua được một số tờ để mà giúp cho chú. Rồi sau đó chú sẽ bán xong thì chú sẽ về, chú tranh thủ chú đi. Này chú rất là nhiều số mình không có khả năng để mà giúp hết.
video clip này mình quay lên để mà cho cô chú anh chị thấy, làm cho cái cuộc sống này nó thêm vui thêm, và đồng thời tìm kiếm những cái mảnh đời mà bất hạnh mà họ vươn lên trong cuộc sống. Đó là cái thông điệp mà mình muốn gửi đến cho cô chú anh chị biết, để mà thông cảm cho mình. Một cái quá trình tạo ra một cái video á thì nó cũng rất là khó khăn, phải tìm đến nơi, đôi khi cũng không có số điện thoại, phải hỏi tới hỏi lui rồi chạy rồi định gì thì ở đâu để mà biết được. Nên cô chú thông cảm, nếu có thấy hay thì thích và hãy đăng ký cho mình, để mình đó là những niềm động lực.